Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê với bệnh nhân nam 41 tuổi đợt cấp của viêm tụy mạn. Xin mời Cẩm Khê ạ. Em xin chào quý thầy cô cùng các anh chị bạn bè đồng nghiệp tại các điểm cầu. Sau đây thì em xin báo cáo ca bệnh hội chẩn của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê. Bệnh nhân nam 41 tuổi vào viện hồi 15 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2012, vào viện với lý do là sút cân ăn kém và đau bụng muộn thượng vị. Về tiền sử của bệnh nhân thì bệnh nhân có tiền sử viêm gan mãn, lạm dụng rượu, tiền sử lao phổi, rối loạn chuyển hóa lipid máu, tiền sử viêm tụy mạn. Về bệnh sử thì theo lời bệnh nhân kể thì trong vòng khoảng 1 tuần gần đây thì bệnh nhân sụt khoảng 5 cân, từ 46 cân xuống 41 cân. Bệnh nhân cảm giác ăn ít, ăn kém, chậm tiêu, đầy hơi, hơi ở chua. Cách ngày vào viện cùng ngày vào viện thì bệnh nhân có uống rượu, sau uống rượu thì bệnh nhân xuất hiện đau bụng thượng vị nhiều nên là vào viện ạ. Tình trạng lúc vào thì bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được, da niêm mạc, da sạm của mặt mắt vàng, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn ổn định, chỉ số BMI là 15,6. Bệnh nhân đau tức vùng thượng vị, hơi ở chua, chậm tiêu. Bệnh nhân khám khám bụng thì thấy bệnh bụng mềm, gan to dưới bờ sườn 2 cm, tổn hòa mạc hệ âm tính, nán tức vùng thượng vị. Thăm khám các cơ quan khác thì không phát hiện gì bất thường thêm. Về các cận lâm sàng thì lúc vào thì bệnh nhân được siêu ổ bụng thì có cái hình ảnh gan tăng kích thước với cái nhu mô tăng âm đồng nhất, tụy cũng có tăng kích thước, có khối vùng đuôi bờ đều danh rõ, tăng âm, đuôi tụy có lớp dịch dày khoảng 4 mm. Bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu là đợt cấp viêm tụy mạn trên bệnh nhân viêm gan mãn, theo dõi cái u đuôi tụy. Thì sau đó đến ngày 14 tháng 3 thì chúng em có cho chụp X quang ngực và làm phim chụp phim cắt lớp vi tính ổ bụng có tiến thoát cản quang. Thì kết quả X quang ngực là có cái dày tổ chức kẽ, nốt vôi hóa rải rác hai bên phổi, khí quản lệch phải, lệch vẹo cột sống ngực. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng thì có cái cấu trúc dạng nang vùng đuôi tụy, xung quanh tụy có lớp dịch, dịch lan xuống rãnh đại tràng lên và dày ít nhất là 6 mm, có hình ảnh viêm gan mãn ạ. Về kết quả xét nghiệm máu lúc vào, bệnh nhân có cái amylase lúc vào là 159, sau 24 giờ làm lại là 210, CRP lúc vào là 7,1, bin toàn phần là 42,35, bin trực tiếp là 13,8, albumin máu là 58, cholesterol là 13,8, triglycerid là 18,3, đường máu glucose máu lúc vào là 17,3, men gan AST là 166, ALT là 59, chức năng thận bình thường. Bệnh nhân được chuẩn đoán lúc vào là đợt cấp viêm tụy mạn trên bệnh nhân viêm gan mạn theo dõi đuôi tụy. Chuẩn đoán hiện tại sau khi có kết quả chụp cắt lớp dính ở bụng có tiến thoát cản quang là đợt cấp viêm tụy mạn trên bệnh nhân viêm gan mạn. Vì điều trị thì bao gồm có truyền dịch, giảm đau, giảm tiết, hạ mỡ máu, trợ gan, lợi mật, dinh dưỡng thì em cho bệnh nhân ăn lỏng cháo sữa ngay từ ngày đầu tiên. Em xin ý kiến hội chẩn của các thầy là việc chẩn đoán và điều trị bệnh nhân này như thế thì đã phù hợp chưa, và xin hướng điều trị tiếp theo ở trên bệnh nhân này. Em xin đấy. Vâng, xin cảm ơn trình bày của Cẩm Khê. Xin mời thầy Cương. Thầy có hình ảnh của chẩn đoán hình ảnh ạ. Chụp cắt lớp vi tính đấy. Kính thưa thầy Thành, kính thưa các bác sĩ ở các đầu cầu. Bệnh nhân này vào viện thì trong cái tình trạng lâm sàng và cái xét nghiệm thì chúng ta vừa mới được nghe qua thì đau bụng thượng vị rồi cấp sau một bữa ăn và đồng thời là các cái xét nghiệm về amylase tăng rất là cao. Như vậy thì nó tương đối là điển hình của một viêm tụy cấp. Rất tiếc là chúng tôi không có cái phim chụp CT của bệnh viện Cẩm Khê thực hiện hôm 14 tháng 3 ở đây. Chúng tôi nhận được một cái kết quả siêu âm. Đấy thì trên cái hình ảnh siêu âm thì chúng tôi thấy rằng có một cái khối tăng âm nằm ở thân tụy và thông tin mang lại cũng không nhiều, mà theo như cái mô tả của các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Cẩm Khê thì có dịch dọc theo tụy và rãnh lại đại tràng 6 mm. Như vậy thì kèm theo với cả thâm nhiễm viêm quanh tụy, như vậy thì rõ ràng là một cái hình ảnh hoàn toàn điển hình của một cái viêm tụy cấp, với cái phân độ màng thờ da ít nhất phải độ ít nhất phải là độ D. Như vậy thì ngoài ra ấy, thì chúng ta cần làm rõ là một cái khối tăng âm nằm ở thân tụy như này là cái gì. Thì có lẽ là sau khi điều trị ổn định cái tình trạng viêm tụy cấp thì bệnh nhân này cần phải làm lại một cái vi lăng để chẩn đoán xem cái khối này là khối u hay là một cái nang giả tụy hay là một cái biến chứng, thậm chí có thể phình mạch hoặc gì đó của tụy. Thì với những cái hình ảnh mà chúng tôi có được thì sơ bộ với một cái chẩn đoán là như vậy. Vâng. Vâng, xin ở Cẩm Khê chúng ta có chụp cắt lớp sao không chuyển hình ảnh lên ạ?
Dạ em thưa các thầy, các em đã gửi phim các lớp lên hệ thống T-Rap nhưng mà không hiểu vì sao các thầy chưa nhận được ạ. Bên kỹ thuật chúng ta có nhận đâu ạ? Vâng. Hiện tại do trục trặc đường truyền thì chúng ta chưa nhận được cái hình ảnh đó. Vâng. Sẽ rất khó khăn cho các Dạ. bác sĩ lâm sàng hơn một chút. Vâng. Vậy xin mời ý kiến của cô chị trước ạ. À, về bệnh nhân này thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán viêm tụy cấp của bệnh nhân này thì khá là rõ rồi. Bệnh nhân có đau bụng và chụp siêu âm cũng như chụp CT thì các bạn thấy rõ cái hình ảnh của viêm tụy cấp. Thế tuy nhiên thì trong cái chẩn đoán của bệnh nhân này tôi lưu một cái điều là các bạn có xét nghiệm làm đường máu của bệnh nhân là 17,3. 17,3 này là đơn vị là milimol trên lít hay là đơn vị là cái gì ạ? Dạ, báo cáo cô là đơn vị là milimol trên lít ạ. Thế thì bệnh nhân này phải có tiểu đường nữa chứ ạ? Sao trong chẩn đoán của chúng Dạ ta thì không thấy? báo cáo với cô là bệnh nhân này thì em có làm thêm HbA1c ạ, kết quả là 5,4 và em có gửi kết quả lên hệ thống. HB1C không thấy gửi ở đây. Thế sau đấy các bạn có thử đường máu mẫu nào nữa không ạ? HB1C thì đánh giá đường máu Thưa trong 3 cô. tháng vừa rồi. Vâng, theo sau đó thì sau 24 giờ thì em có làm lại đường máu, kết quả là 15 ạ. Vâng, Thì thế thì các bạn làm ít nhất em là nghĩ là 2 bệnh lần nhân này rồi. Các bạn cần lưu ý là trong cái đợt bệnh nhân này có biểu hiện của viêm tụy mạn. Thì như thế là một trong những cái nguy cơ của viêm tụy mạn đấy chính là tiểu đường. Và bệnh nhân này có thể HB1C 3 tháng trước thì người ta chưa có vấn đề gì nhưng tại thời điểm bây giờ bệnh nhân vào các bạn cũng đã cho bệnh nhân ăn không nhịn ăn cũng không truyền quá nhiều dịch nhiều đường, các bạn không thử đường lúc mà mình đang truyền đường chưa? Thì vì 2 lần các bạn làm, một lần là 15 và một lần là 17 thì như thế là bệnh nhân có nguy cơ của tiểu đường rồi, viêm tụy mạn luôn luôn có nguy cơ của tiểu đường. Dạ, báo cáo với cô là lúc vào thì bệnh nhân có truyền một chai đường thôi ạ, cũng không có nhiều ạ. Sau đó thì em làm lại thì kết quả vẫn là 15 ạ. Thế đấy, có 2 lần các bạn làm đường máu được trên 11 rồi. Thì đấy mình phải đặt ra cái vấn đề là bệnh nhân này có tiểu đường hay không. Cái đấy là các bạn sẽ phải xem lại nhé. Cái điều thứ hai là trong cái điều trị về viêm tụy cấp của bệnh nhân này thì bước đầu chúng ta truyền dịch và cho bệnh nhân ăn sớm, tôi nghĩ là hợp lý rồi. Thế tuy nhiên là trong cái giảm đau ở trên những bệnh nhân viêm tụy cấp ấy thì mình sẽ không dùng các thuốc để giảm co thắt mà mình sẽ dùng thuốc giảm đau, có thể dùng giảm đau theo theo bậc thang giảm đau của Tổ chức Y tế Thế giới hoặc là dùng NSAID chứ mình sẽ không dùng thuốc giảm co thắt. Cái thứ hai là các bạn có dùng trợ gan với lợi mật ở bên nhà nó cũng không không cần không cần thiết, bởi vì bệnh nhân này cái tổn thương gan của người ta cũng trên nền là bệnh nhân này có uống rượu và khi vào thì cái xét nghiệm triglycerid là 18. Cái căn nguyên của viêm tụy cấp ở bên nhân này thì có cả hai căn nguyên, một là do rượu, cái thứ hai là do tăng mỡ máu. Thì chính vì thế các bạn dùng thuốc mỡ máu thì cũng được rồi, nhưng cái bước quan trọng nữa là mình phải tư vấn cho bệnh nhân bỏ rượu không những cái đợt viêm tụy này có thể tái đi tái lại. Và cái thứ hai là những cái thuốc mà về trợ gan với lợi mật thì không cần thiết. Khi bệnh nhân ngừng bia rượu thì cái chức năng gan của bệnh nhân sẽ cải thiện được tốt hơn. Cái điều thứ ba là bệnh nhân này các bạn phải lưu ý là cái chỉ số BMI của bệnh nhân rất là thấp. Bệnh nhân này viêm tụy mạn và BMI bệnh nhân có 15,6. Chúng ta phải lưu ý về cái dinh dưỡng của bệnh nhân một chút. Khi qua cái đợt mà viêm tụy cấp lần này rồi thì mình cũng lưu ý là bổ sung những cái men tụy cho bệnh nhân. Bởi vì bệnh nhân này chắc là sẽ có suy tuyến tụy ngoại tiết đấy. Thế còn về vấn đề là bệnh nhân này có u tụy hay không thì ý kiến của bác sĩ Cương nói tôi cũng hoàn toàn đồng ý. Sau cái đợt bệnh nhân viêm tụy này chúng ta phải đánh giá lại liệu bệnh nhân có u tụy hay không, bởi vì viêm tụy mạn thì có hai cái nguy cơ lớn nhất là tiểu đường và u tụy. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn cô Chi. Bên kỹ thuật vừa báo là không không nhận được cái hình ảnh chụp cắt lớp vi tính từ Cẩm Khê chuyển lên đâu. Cẩm Khê có thể chuyển lại sớm ngay. Nhờ thầy Cương xem giúp hình ảnh siêu âm gửi đấy. À, dạ vâng ạ, cái hình ảnh siêu âm ở trên màn hình có thể nói là rất là rõ nét cái tụy. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy vùng đầu tụy thì tương đối bình thường. Sau đó thì thân tụy có một cái khối, khối này có thể thấy là hình ảnh tăng âm và hỗn hợp âm nằm ở thân tụy và đồng thời là nó đã có cái dấu hiệu chèn ép và giãn nhẹ cái ống tụy ở phía thân thân tụy. Như vậy thì đây là một cái khối có vẻ như tổ chức, các bạn ấy đã rất là cảnh giác là đặt cái phổ Doppler màu vào bởi vì chưa loại trừ là đây là một cái phình mạch mà nó có huyết khối bên trong, nó gây ra tăng tăng âm, nó lấp đầy bên trong và không có dòng chảy. Tuy nhiên là trên cái Doppler màu thì cái phần 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 dịch của cái khối này nó không có dòng chảy, như vậy có thể loại trừ được là một cái biến chứng của cái phình mạch rất là đáng sợ của cái viêm tụy cấp. Thì bây giờ thì cái tụy tương đối là không quá to và cái không có dịch xung quanh tụy, chỉ có thâm nhiễm mỡ thôi.
Đấy. Thì cái mức độ của viêm tụy trên siêu âm như thế này thì có thể nói là cũng cũng chưa phải đến mức độ mà quá nặng trên cái hình ảnh siêu âm, mặc dù là chúng ta chưa có hình ảnh CT, nhưng mà để mà làm rõ cái khối này là cái gì thì có lẽ là cần phải chụp cần phải có một phim chụp CT có tiêm thuốc, hoặc là thậm chí nếu mà không rõ trên CT chúng ta cần phải chụp thêm cả cộng hưởng từ nữa để đánh giá chính xác đây liệu có phải là một cái khối khối u trên trên nền một cái viêm tụy mạn hay không. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải có một cái kinh nghiệm về siêu âm là nếu mà là u tụy thì thường là nó là một khối giảm âm chứ không có tăng âm như thế này, cho nên là nếu mà tăng âm như thế này thì cái khả năng về u tụy thì không 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 quá lo. Và cái hình ảnh siêu âm thì chúng ta nhận định là cũng không có cái khối dạng nang giả tụy mà lớn mà nguy cơ đe dọa ở đây, cho nên là vẫn là một cái đồng ý với một cái chẩn đoán của các bác sĩ ở Cẩm Khê là một cái viêm tụy cấp. Nhưng mà vậy chúng ta vẫn cần thêm các cái hình ảnh khác để đánh giá mức độ nặng của cái viêm tụy cấp này trên CT, thì CT là tiêu chuẩn vàng để đánh giá cái viêm tụy cấp, và đồng thời là phân độ cái viêm tụy cấp dựa vào cái triệu chứng cái bảng phân độ CTSI trên bệnh trên CT. Và cái khối này nằm ở đầu tụy đúng không ạ? Khối này nằm ở giữa đầu và thân tụy ạ. Đầu và thân tụy đúng không ạ? Chứ không phải là đuôi tụy đúng không ạ? Dạ, vâng. Vâng, về trên cái trình bày đây lại ghi là đuôi tụy. Vâng, cảm ơn thầy Cương. Dạ. Xin mời thầy Hoàng. Vâng, kính thưa thầy Thành cùng các quý đồng nghiệp và các đầu cầu. Em nghĩ bệnh nhân này là một bệnh nhân cũng khá là nặng. Và cái biến chứng chủ yếu này do bệnh nhân uống nhiều rượu. Cái này ở đây có mấy vấn đề. Cái thứ nhất là bệnh nhân rất là thể trạng rất là kém, lại có tiền sử lao phổi nữa, và nghiện rượu nhiều năm này thì nó có một cái biến chứng của do rượu, đó là cái viêm tụy mạn thì rất là rõ rồi. Cái này chắc là bệnh nhân cũng còn kèm theo cả xơ gan nữa, nên là cái bệnh nhân này chắc nó cũng khá là nặng. Thế thì thông thường với một cái tình trạng mà bệnh nhân đã có cái viêm tụy mạn rõ ràng mà có cái tổn thương cái đợt cấp của viêm tụy mạn như này, thì như phân tích mình bây giờ mình không có cái bằng chứng nó xác đáng như là cắt lớp vi tính hoặc cộng từ mà chỉ có siêu âm thôi, thì về mặt logic mà nói thì thông thường bệnh nhân này thường hay kèm với cái nang giả tụy, bởi vì là bệnh nhân bị nhiều đợt viêm tụy cấp để tái đi tái lại trên nền viêm tụy mạn, thì cái mà hay gặp nhất đó là cái nó hay tổn thương kèm theo nó cái nang giả tụy ở trên cái nền bệnh lý viêm tụy mạn, đợt cấp viêm tụy mạn. Vì thế cái này chắc chắn là mình sẽ phải làm thêm cái thăm dò, đó là chụp cái cộng hưởng từ hoặc là cắt lớp vi tính có tiêm thuốc, đồng thời là làm thêm các cái chất chỉ điểm về khối u như là CA199, CEA để mà có cái bằng chứng phối hợp thêm. Thế còn sau đó thì mình có cái chẩn đoán rõ ràng rồi thì lúc đó mình mới có được cái thái độ điều trị. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Hoàng. Cái marker ung thư thì chúng ta làm được ở Cẩm Khê không ạ? Báo cáo với thầy cô là marker ung thư thì ở trung tâm em thì có làm được, nhưng mà gửi qua Medatech ạ. Vâng, thì chúng ta cũng thực hiện theo ý kiến vừa hội chẩn của cô Chi và thầy Hoàng. Đồng thời là cái tôi muốn hỏi thêm là cái chụp cắt lớp vi tính của bụng ngày hôm 14 tháng 3 là đã tiêm thuốc chưa ạ? Dạ báo cáo thầy là phim chụp cắt lớp thì bọn em có tiêm thuốc ạ. Thì tuy nhiên cũng rất là tiếc là do không biết là lỗi hệ thống hay không mà chúng em đã đẩy lên từ sáng là 3 lần rồi mà vẫn không nhận được. Thì em sẽ đẩy lại để từ giờ đến cuối buổi, nếu mà có thể được thì em xin phép là xin thêm ý kiến của thầy cô ạ. Vâng. Nếu không được thì ngày mai có thể hội chẩn qua cái hệ thống phòng khám chuyên khoa với cô Chi và thầy Hoàng. Cẩm Khê còn có câu hỏi nào khác không ạ? Dạ hiện tại thì chúng em chưa có câu hỏi gì thêm ạ. Xin cảm ơn ý kiến của các thầy cô ạ. Vâng, thế xin cảm ơn Cẩm Khê và xin được chuyển sang đầu cầu của Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn. Bệnh nhân nam 82 tuổi cũng viêm tụy. Mời Sóc Sơn ạ.